Hello mọi người, Mụn thì đã quay trở lại với một video mới. Video ngày hôm nay sẽ là một video khá nhẹ nhàng về chương trình chăm sóc bản thân của Mụn Thi sau một ngày dài làm việc năng suất nha. Trước khi skincare thì Mụn Thi sẽ xả bồn nha. Đây là muối hoa hồng tẩy da chết của Lancôme nè mọi người. Nhưng mà về cái mùi của em nó rất là thơm, thơm ngào ngạt luôn. Cho nên là Mụn Thi cũng thường hay sử dụng để ngâm bồn nữa. Vì mùi hương nó sẽ giúp cho đầu óc của mình thư giãn hơn rất là nhiều. Để skincare dễ dàng hơn thì Mụn Thi luôn cố gắng búi tóc gọn gàng nhất có thể. Hôm nay Mụn Thi sẽ giữ nếp tóc bằng cách này. Để ngày mai khi mà xõa tóc xuống thì tóc của mình sẽ rất là bồng bềnh và không hề bị gãy luôn. Mọi người có thể tham khảo thêm một vài video làm tóc của Mụn Thi ở bên phải màn hình nhé. Trước khi làm gì thì mọi người nhớ là luôn phải rửa tay của mình thật là sạch nha. Mụn Thi đã sử dụng qua rất nhiều loại tẩy chay dành cho mắt môi luôn rồi, nhưng mà vẫn phải quay lại cái chai Maybelline này và mua không biết bao nhiêu lần luôn. Tẩy chay rất là dịu nhẹ nè, nhanh nè và không hề bị cay mắt. Nếu như mọi người có thắc mắc là tại sao cái mí Mụn Thi lại đỏ như vậy á, thì đầu năm nay Mụn Thi có sử dụng phương pháp bắn plasma để định hình mí mắt. Cho nên là chỉ cần một tác động nhẹ lên mắt thôi là nó sẽ đỏ, nhưng mà không sao, cỡ một vài phút rồi nó sẽ hết nha. Tiếp theo thì Mụn Thi sẽ sử dụng dầu tẩy trang nha, kết hợp với phương pháp tẩy trang bằng khăn nóng nè. Cá nhân Mụn Thi thì Mụn Thi thích nhất là nước tẩy trang và solar water với lại dầu tẩy trang. Mọi người lưu ý nha, tẩy trang cũng phải cần đúng cách nữa, nhất là với dạng dầu. Nếu như mấy bạn không nhũ hóa sản phẩm kỹ thì nó sẽ dễ gây tình trạng breakout á. Skincare thì Mụn Thi có thể bỏ bữa nè, nhưng mà về bước làm sạch là không bao giờ luôn, làm rất là kỹ. Da của mình chỉ cần được làm sạch thôi là nó sẽ khỏe hơn 50% luôn rồi đó. Sau khi đã massage dầu tẩy trang trên mặt từ 3 đến 5 phút xong thì Mụn Thi sẽ bắt đầu sử dụng phương pháp tẩy trang bằng khăn nóng. Nếu như mà mọi người không có cái khăn chuyên dụng thì mọi người cũng có thể kiếm một cái khăn lông dài dài giống Mụn Thi như vậy nè. Xả với nước nóng nhưng mà đừng nóng quá nha. Sau đó là áp lên trên mặt như thế này. Massage nhẹ nhàng theo chuyển động hình tròn nè. Nhiệt ở trong cái khăn á, nó sẽ giúp nhũ hóa những cái dầu tẩy trang trên da của mình. Đồng thời nó cũng sẽ giúp lấy đi da chết luôn. Đây là một cái phương pháp mà Mụn Thi đã thực hiện 2-3 tháng gần đây và cảm thấy là cái mụn đầu đen trên đầu mũi của mình giảm đáng kể luôn. Làm cách này sẽ giúp cho lỗ chân lông của mình được giãn nở nè. Từ đó thì những cái dầu tẩy trang của mình sử dụng nó sẽ được thâm nhập sâu hơn vào lỗ chân lông và nó sẽ lấy đi hết tất cả những cái cặn bẩn chất dơ đi một cách dễ dàng nhất. Bước này mình thì sẽ làm từ 2 đến 3 lần để da được làm sạch kỹ hơn. Nhớ là luôn làm mặt ướt và tạo bọt trên tay trước từ 5 tới 10 giây để tránh làm cho da mặt của mình bị khô căng kít nha. Máy rửa mặt là một món làm đẹp không thể thiếu trong chương trình skincare của mình thi luôn. Mọi người nhớ chăm làm sạch da, đừng có làm qua loa nha. Vô vô. Did you want a cup of tea? Thank you. Nice to meet you. Mụn Thi thường tẩy da chết hóa học 1 đến 2 lần một tuần và mỗi lần chỉ từ 3 đến 7 phút thôi. Lúc trước á, là tại vì cái hiệu quả nó mang lại quá nhanh cho nên là Mụn Thi lạm dụng á mọi người. Có một đợt là Mụn Thi bị phỏng vì tẩy da chết hóa học luôn, cho nên là mọi người lưu ý nha. Cái này á, thì nó sẽ giúp cho lỗ chân lông của mình được làm sạch sâu nè và cả trên bề mặt da của mình luôn. Ngoài ra thì nó còn làm cho da của mình được đều màu hơn nữa. Cho nên là Mụn Thi thấy á, là có nhiều bạn cũng sử dụng cái sản phẩm này ở trên nách, đầu gối và khuỷu tay nè, nhưng mà Mụn Thi vẫn chưa thử nữa. Để hôm nào thử rồi review cho mọi người nha. Sau khi mà sử dụng xong mới là thấy được cái bề mặt da của mình nó rất là căng và mướt luôn. Vì lúc này da sẽ khá nhạy cảm cho nên là Mụn Thi sẽ đắp mặt nạ liền nha. Và trước khi đắp mặt nạ thì Mụn Thi sẽ sử dụng toner và serum. Thì hôm nay Mụn Thi sẽ xài serum Niacinamide 10%, nó sẽ giúp cho da mặt của Mụn Thi được sáng hơn, cũng như là nó sẽ kiềm dầu nè. Là một người rất là mê mặt nạ giấy cho nên là luôn tiết kiệm tới giọt cuối cùng nha mọi người. Đôi tay nhỏ bé này chưa bao giờ để sót một giọt tinh chất nào hết nha. Mụn Thi là một người mê mặt nạ giấy kinh khủng luôn. Ở nhà luôn luôn sẽ có 1-200 miếng gì đó trữ trong tủ lạnh á, để mà dùng từ từ.
Bình thường thì Thùy sẽ sử dụng S-Mask, nhưng mà hôm nay thì Thùy sẽ sử dụng loại này cho nó đổi gió chút xíu nha. Tại vì bữa giờ lên video toàn xài S-Mask không à. Loại này cũng là một loại mặt nạ để cấp nước và phục hồi da rất là tốt, nhưng mà cái thời gian đắp của nó lâu hơn á mọi người, cho nên là Thùy ít khi nào sử dụng lắm. Đốt một chút nến rồi ngâm bồn thôi. Thường thường thì tuần nào Thùy cũng ráng dành một ngày để có thể ngâm bồn nước nóng nè, vừa giúp thư giãn gân cốt nè, giúp tuần hoàn máu nè, mà nó còn giúp cho mình lấy đi da chết rất là dễ dàng luôn. Mình thì là một người rất là lơ ngơ luôn mọi người ơi, đi đâu cũng đụng này đụng kia cho nên là tay chân cứ bầm suốt à. Ngâm bồn như thế này nè rồi thì sẽ massage vào những cái vết bầm, nó cũng sẽ giúp tan máu bầm nhanh hơn nữa. Nếu như mọi người theo dõi đi lâu là mọi người sẽ thấy cái khăn này xuất hiện mà chắc mọi người ngán luôn á. Nhưng mà thật sự công dụng của nó quá là tuyệt vời. Nó sẽ lấy đi hết tất cả những cái da chết, những cái ghét ở trên da của mình nè, và giúp cho da của mình mướt hơn rất là nhiều. Sử dụng cái này thì nó sẽ giúp cho da của mình nó được kiểu thoáng hơn, và khi mà mình dưỡng kem nó sẽ thẩm thấu tốt hơn nữa. Mấy bạn nào mà xem phim Hàn Quốc đó là sẽ thấy cái khăn này suốt luôn. Tiếp tục vẫn sẽ là tẩy da chết, nhưng mà với hỗn hợp cà phê, dừa, rồi các loại dầu thiên nhiên, nó sẽ giúp cho da của mình vừa được tẩy da chết mà còn giúp cho da của mình được dưỡng ẩm nữa. Ngoài ra thì cà phê nó còn sẽ giúp cho những bạn mà bị sần mỏ cam giảm tình trạng nó đáng kể luôn. Đây là một cái tips nhỏ mà Quỳnh Thi học được. Quấn khăn như thế này, quấn ngược ra ngoài, nó sẽ chắc chắn và đẹp hơn là mọi người quấn vào trong nha. Quấn vào trong nó sẽ dễ bị rơi lắm. Sau khi tắm xong thì Quỳnh Thi sẽ không lau người quá khô, mà ngay sau đó sẽ sử dụng lotion luôn nha. Da sau khi thoa lotion thì nó sẽ được mỏng hơn nè, và giữ độ ẩm rất là lâu. Cho nên là mọi người hãy thử cái mẹo này nha. Ngay sau đó thì Quỳnh Thi sẽ chà gót chân, tại vì lúc này gót chân của Quỳnh Thi còn mềm, nó sẽ dễ lấy hơn rất là nhiều. Nhà Quỳnh Thi thì ai cũng có thói quen đi dép trong nhà hết, chỉ có riêng Quỳnh Thi là chưa có tập được thôi, cho nên là vẫn đang cố gắng tập thói quen đi dép trong nhà để chân bớt chai hơn. Sau khi mà tháo mặt nạ xong thì Quỳnh Thi sẽ không rửa mặt lại. Quỳnh Thi sẽ sử dụng toner để lấy đi những dưỡng chất còn sót lại trên da của mình. Tiếp theo sẽ là serum có chứa BHA 2% nha. Quỳnh Thi là một người có cơ địa mắt thâm cực kỳ luôn, rất là dễ thâm, cho nên là kem mắt là một thứ không bao giờ thiếu trong cái chương trình skincare của Quỳnh Thi. Lúc trước thì Quỳnh Thi chỉ thoa kem mắt thôi, nhưng mà bây giờ thì Quỳnh Thi đã chú trọng hơn về cái phần massage rất là nhiều. Nếu như mà không có những cái dụng cụ massage thì Quỳnh Thi sẽ sử dụng tay để massage luôn, và thật sự nó lại làm cho cái vùng thâm Quỳnh Thi giảm đi rất là nhiều luôn. Là một người da môi rất là khô khốc luôn, cho nên là Quỳnh Thi không thể nào bỏ thiếu cái bước này được. Quỳnh Thi hay sử dụng những cái loại mặt nạ ngủ để sáng ngày mai da môi của Quỳnh Thi nó sẽ được làm mềm ra và lấy đi dễ dàng hơn á, thì từ đó mình đánh son nó mới xinh đó mọi người. Trước khi đi ngủ và để cho tất cả những cái lớp dưỡng chất nó thấm hết vào da thì hai chị em mình sẽ ngồi làm một ván cờ tỷ phú nha mọi người. Trời, cái bộ cờ này nó rất là đẹp luôn á. Thì đợt này tụi mình đi chơi cho nên là khách sạn có sẵn cái bộ này luôn. Quỳnh Thi đang dụ chị Quỳnh mua bộ này để Tết tụi mình chơi. Trời ơi, bộ cờ xinh thật sự, kiểu như là rất là chi tiết luôn á mọi người. Từ cái tờ tiền nè, rồi cái tờ thành phố nè, rồi những cái tòa nhà nhỏ nhỏ xếp lên rất là xinh luôn. Ok, thì sau khi chơi xong thì sẽ chuẩn bị đánh răng đi ngủ. Giấc ngủ là một thứ mà Quỳnh Thi rất là đau đầu. Quỳnh Thi là một người khó ngủ mọi người, cho nên là lúc nào ngủ thì cũng cần phải có những cái nhạc để thư giãn, giúp cho Quỳnh Thi vào giấc dễ hơn. Thì Quỳnh Thi đang sử dụng cái app này. Thì cái app này nó có tính phí nha mọi người, nhưng mà nó rất là xứng đáng luôn. Nó có rất là nhiều những cái âm thanh hay, giống như là tiếng suối chảy nè, và có thêm rất là nhiều những cái bản nhạc ngủ hay mà mình có thể kết hợp mọi thứ với nhau. Lúc đầu cũng khá là đắn đo suy nghĩ không biết là có nên mua cái app này không, nhưng mà bây giờ thấy đáng, tại vì giấc ngủ là quan trọng nhất mà, đúng không mọi người? Ok, thì mong là video sẽ giúp ích cho mọi người nha. Cũng như là mọi người nhớ là sẽ luôn luôn yêu thương bản thân của mình mỗi ngày, và giúp cho bản thân và tinh thần của mình tốt hơn mỗi ngày nha. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video, cũng như là chúc mọi người ngủ ngon. Và nếu như mọi người xem video này vào buổi sáng thì chúc mọi người một ngày thật là năng lượng nha. Bye bye.